Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Phục vụ và hy sinh nương trên Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 20 câu 25 đến câu 28. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Câu gốc của bài học là: Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy về thang giá trị của người phục vụ trong nước trời khác với bên ngoài ra sao? Chúa đã làm gương phục vụ như thế nào? Chúng ta áp dụng bài học này thế nào trong sự phục vụ? Kính thưa quý vị, khi thấy các sứ đồ giận hai anh em ông Gia-cơ và Giăng vì họ xin Chúa cho ngồi bên hữu và bên tả trong nước Ngài, theo Ma-thi-ơ chương 20 câu 20 đến câu 24, Chúa Giê-xu đã dạy về một thang giá trị của nước trời hoàn toàn khác với bên ngoài. Người phục vụ Chúa được đánh giá là làm lớn khi người ấy làm tôi mọi cho anh em mình. Ngược với ngoài xã hội, người làm lớn là người làm chủ, áp đặt quyền lực trên người khác. Các vua chúa dân ngoại thì ép dân phục vụ mình, còn các quan, người lãnh đạo thì dùng quyền thế mà trị dân. Người hầu việc Chúa không những không ép người khác phục vụ mình, nhưng hết lòng phục vụ người khác như một đầy tớ, tôi mọi. Người lãnh đạo cơ đốc không dùng quyền thế để cai trị, nhưng dùng tình yêu và nếp sống thánh khiết mà làm gương. Chúa Giê-xu đã nêu gương mẫu cho con dân Ngài trong sự phục vụ. Chúa đã đến thế gian không phải để người ta hầu việc, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Cái chết của con người được miêu tả ở đây như một ví dụ điển hình về tinh thần phục vụ vị tha. Chúa đã hiến thân mình cho con người. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: Vì cớ Chúa ông xưng mình là tôi tớ của anh em, theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 5. Dạy người khác phục vụ yêu thương, nhưng chính mình chỉ nói mà không làm là giả hình, theo Ma-thi-ơ chương 23 câu 3 câu 4. Cơ đốc nhân không thể nói yêu Chúa mà không phục vụ, hoặc không thể trở nên người lãnh đạo mà không chịu hy sinh. Trong sự phục vụ, chúng ta không tránh khỏi những cám dỗ và thử thách. Ma quỷ luôn tìm cách ngăn trở, khơi dậy cái tôi của chúng ta lên, hạ tinh thần phục vụ và hy sinh của chúng ta xuống. Để vượt qua những thách thức đó, mỗi chúng ta cần nhớ rằng con Đức Chúa Trời quyền năng, đấng bình đẳng với Đức Chúa Cha đã làm nhiều phép lạ và giảng dạy mà còn sẵn sàng làm tôi tớ, rửa chân môn đồ và hy sinh cho chúng ta. Theo Philip chương 2 câu 7, thì chúng ta là ai mà không chấp nhận vượt qua mọi thách thức để phục vụ và hy sinh cho anh em mình? Khi cảm nhận được ơn cao sâu của Chúa và tình yêu Chúa ban, chúng ta sẽ hết lòng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để xuất sắng phục vụ Chúa, phục vụ nhau theo gương của Chúa Giê-xu. Và cũng thật khích lệ vì Chúa Giê-xu đã dạy rằng khi chúng ta phục vụ và hy sinh giúp đỡ người khác, chính là đang phục vụ Chúa. Theo Ma-thi-ơ chương 25, câu 34 đến câu 46. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Cha yêu quý, con tạ ơn Chúa đã đến thế gian, phục vụ và phó sự sống Ngài cho con. Xin cuộc đời con gắn bó với lời Chúa, theo gương của Chúa để vượt qua mọi thách thức, phục vụ và hy sinh trong tinh thần tôi tớ như Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang phục vụ và hy sinh trong tinh thần tôi tớ như thế nào? Sống phục vụ, sống yêu thương, sống theo lời Chúa, học gương của Ngài, cảm nhận ơn Chúa cao dày, nhờ Chúa giúp sức, tỏ bày linh ân. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.